Người đàn ông cho gọi cô gái vào lều của mình giữa đêm khuya, anh ta hướng dẫn cô ấy nằm xuống giường dạng chân. Dù đập hộp bóc tim nhưng gã tỏ ra vô cùng thô bạo, thụt nhiệt tình như cái máy dập trong ngày chạy sản lượng. Điều kinh khủng hơn, cô gái ấy là con ruột của gã, và ngoài cô ấy ra hắn còn có một dàn vợ hùng hậu. Vậy chuyện quái gì đang diễn ra tại nơi đây thì mời mọi người ăn miếng bánh uống chén trà, chuẩn bị ít khăn giấy để mình kể cho nghe. Trong khu rừng hẻo lánh thuộc sở hữu của một giáo phái đa thê, người lãnh đạo tối cao của giáo phái có biệt danh người chăn cừu, là người đàn ông duy nhất trong nhóm được các cô gái tôn thờ. Họ luôn bày tỏ lòng biết ơn với ông ấy vì đã chấp mình làm vợ. Trong giáo phái này, những người phụ nữ sẽ được chia làm hai nhóm, con gái thì mặc quần áo màu xanh lam, còn những người vợ sẽ mặc trang phục màu đỏ. Những hoạt động chính của giáo phái liên quan đến việc nuôi cừu làm thực phẩm và các nghi lễ hiến tế. Trong một căn nhà gỗ, Sefer đang dùng bữa với tất cả vợ và con gái của mình. Sau khi ăn xong, ông ta chọn một trong những người vợ để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Sefer và các thành viên trong gia đình tập trung lại với nhau trong khi thuyết pháp. Cô con gái tên là Sela chăm chú nhìn vào anh ta. Thậm chí cô nàng say mê đến nỗi không hề chớp mắt, cô ấy dường như có một sự ngưỡng mộ mạnh mẽ đối với Sefer. Sau bài giảng, họ tham gia vào buổi cầu nguyện, Sefer nhúng tay vào máu của một con cừu đã bị hiến tế, rồi lần lượt bôi bẩn lên mặt vợ và con gái của mình. Khi Sela và bạn của cô ấy là Tabatha đang đứng trong rừng, họ bị thu hút bởi sự xuất hiện của Sefer từ xa. Đặc biệt Sela muốn nói chuyện riêng với anh ta, nên đã khéo léo nhờ bạn mình quay lại phụ giúp vài việc gia đình. Cuối cùng Sela cũng thành công được đi dạo với Sefer, anh ta khen ngợi vẻ đẹp của Sela, nói rằng cô ấy rất giống người mẹ đã khuất của mình, bà ấy đã không may qua đời khi hạ sinh cô ấy. Đáp lại, Sela hỏi Sefer đã gặp mẹ mình như thế nào, cô tò mò muốn biết liệu họ thật sự có tình cảm hay không. Thay vì trả lời câu hỏi của Sela, người chăn cừu lại chạm vào tóc cô ấy và từ từ kề cái mỏ hỗn lại gần. Nhưng vào giây cuối cùng anh ta đã dừng lại, đồng thời yêu cầu Sela tết tóc lại gọn gàng trước khi họ trở về. Cuối ngày hôm đó, một trong những người vợ tên là Eloise đã chia sẻ câu chuyện lãng mạn của mình với Sela. Cô ấy đã có buổi thân mật đầy cảm xúc với Sefer. Khi nghe điều này, Sela vô cùng ghen tị và đáp trả Eloise một cách gay gắt. Cô con gái kia ngay lập tức can thiệp, nhắc nhở Sela không được phép nói chuyện với những người vợ bằng giọng điệu như vậy. Tuy nhiên Sela phủ nhận quy tắc này, cô cho rằng Eloise cũng chỉ ngang với tuổi mình. Ngay sau đó, một người vợ khác bước vào, cô con gái ngay lập tức báo cáo hành vi thô lỗ của Sela đối với Eloise. Do đó Sela đã bị phạt, cô phải mang thức ăn thừa đến một túp lều nhỏ. Chỗ này vô cùng ẩm thấp tối tăm, là nơi những người con gái tới tháng bị nhốt tách biệt với cộng đồng do niềm tin vớ vẩn rằng họ không trong sạch. Sela gặp hai người phụ nữ trông có vẻ rất yếu ớt, cô bắt chuyện với một người trong số họ tên là Sarah, bà ấy có rất nhiều vết sẹo trên ngực. Sarah cảnh báo cô gái trẻ về những hành động bạo lực của Sefer, bà khẳng định rằng một khi Sela bước vào giai đoạn ăn hành thấy kinh, Sefer sẽ đối xử với cô theo một cách tồi tệ nhất có thể. Tuy nhiên Sela bác bỏ cảnh báo này, bởi cô ấy vẫn luôn tôn thờ anh ta. Đêm hôm đó khi đang cho các em gái của mình đi ngủ, Sela nhìn qua cửa sổ và thấy Sefer đang thân mật với một trong số những người vợ. Sela đã rất ghen tị nhưng không thể làm gì được. Vào buổi sáng, những người vợ giúp Sefer tắm rửa, một trong số họ thông báo có con cừu non sắp chào đời. Trong một căn phòng khác, Sela cũng được hai người vợ giúp tắm rửa sạch sẽ, lý do là cô ấy sắp đến với Sefer. Hóa ra con cừu mà các bà vợ nhắc đến trước đó không ai khác chính là Sela. Một ngày nọ, cô ấy lộn lên đồi chìm vào giấc ngủ, bất giác tiếng cừu gần đó khiến cô tỉnh giấc. Sela đứng dậy đi xem xét thì vô cùng hoảng loạn, cảnh tượng trước mắt là chú cừu bị thương nặng và sắp chết. Bất ngờ Sela nhận ra rằng mình cũng đang chảy máu, cô hét lên một cách đầy kinh hoàng. Tối trở về, Sela tự kiểm tra bản thân nhưng không tìm thấy câu trả lời, cô không sao ngủ được khi máu chảy ra không ngừng. Tabatha hỏi người bạn của mình xem chuyện gì đã xảy ra, thay vì thành thật, Sela lại bịa ra một câu chuyện, kể rằng trong khi mình ngủ gật trên đồi, một con sói đã tấn công và giết chết chú cừu. Những người vợ sau đó mang Sela đến chỗ của Sefer, anh ta tỏ ra nhân từ khi tha thứ cho cô ấy về vụ việc. Đêm hôm sau, Sela bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát, cô tò mò ra cửa sổ để xem có chuyện gì, thì tình cờ nghe được câu chuyện của viên cảnh sát và người chăn cừu. Cô ấy biết rằng nhóm của họ sẽ buộc phải sơ tán khỏi đây, cảnh sát cho họ một thời gian để thực hiện việc này, nếu không mọi người sẽ phải đối mặt với những cáo buộc về pháp lý. Sáng hôm sau, người chăn cừu tập hợp tất cả vợ con để thông báo tin buồn, anh ta giải thích rằng họ phải rời khỏi vị trí hiện tại để tránh sự hủy diệt tiềm ẩn do thế giới bên ngoài gây ra. Sefer sẽ dẫn mọi người đi tìm một ngôi nhà mới, dù quá trình này có thể khiến các thành viên bị chia cắt. Thông tin này khiến Sela vô cùng buồn bã, khi cô ấy đang ở một mình thì người chăn cừu đến gần nói vài lời động viên. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của Sela, vì sự an toàn của những người con gái nhỏ đều phụ thuộc vào Sela. Ngay sau đó, giáo phái thu gom đồ đạc và tập hợp lại với nhau, họ tiến hành cầu nguyện trước khi bắt đầu một hành trình dài tìm kiếm ngôi nhà mới. Họ đi xuyên qua những cánh rừng và những ngọn núi, cho tới khi đêm muộn mới dựng lều cắm trại nghỉ qua đêm. Sela lúc này đã trải qua một cơn ác mộng. Cô thấy mình bị ngâm trong nước cùng hai người con gái khác, đồng thời cô chứng kiến cảnh Sefer cắt cổ một con cừu non. Vào sáng sớm họ tiếp tục hành trình, sau một khoảng thời gian thì tình cờ gặp một ngôi nhà bỏ hoang. Sela và một số phụ nữ khác tiến vào để kiểm tra, nhưng người chăn cừu tuyên bố rằng họ không thể ở lại đó. Vì đây là ngôi nhà do những người tội lỗi làm lên, do đó họ tiến hành dựng lều ở bên ngoài nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Sela có dấu hiệu bị ốm,
cô thấy người mệt mỏi và liên tục nôn mửa. Cela lén kiểm tra vết máu khô trên đùi mình và bị một người con gái chú ý. Cô ấy sợ hãi hét toáng lên cho rằng Cela đã bị vấy bẩn. Kết quả là cô gái đáng thương buộc phải tham gia vào nhóm những người bị trục xuất. Tối hôm đó, Cela trò chuyện với Sarah. Bà tiết lộ mình là một trong hai người vợ đầu tiên của Sefer, người còn lại không ai khác chính là mẹ của Cela. Bà ấy giải thích rằng, ban đầu người chăn cừu thường tỏ ra thương yêu chiều chuộng mình, nhưng giờ đây lại thể hiện sự thù địch qua từng hành động. Sefer luôn tìm cách trừng phạt bà ấy mà không có lý do. Khi Cela bày tỏ sự hoài nghi, Sarah tiếp tục so sánh người chăn cừu với mặt trời, ban đầu rất rạng rỡ và huy hoàng, nhưng cuối cùng lại khiến họ bốc cháy. Khi cuộc trò chuyện của hai người vẫn đang diễn ra, Sarah tiết lộ sự thật với Ella rằng mẹ cô ấy không chết trong khi hạ sinh cô, mà bị nhiễm trùng vài ngày sau đó. Sarah nói rằng người chăn cừu đã không đưa mẹ Cela đến bệnh viện mà lại coi đó là một đức tin, dẫn đến việc bà ấy bị nhiễm trùng huyết quá nặng và không qua khỏi. Sarah thừa nhận mình đã không còn niềm tin vào Sefer, nhưng buộc lòng phải ở lại giáo phái do không còn lựa chọn nào khác. Ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục hành trình dọc theo một con đường quê. Cela bắt gặp một chiếc ô tô chạy ngang qua có ba người bên trong. Cô ấy tưởng tượng mình ở đó ăn mặc như một thiếu nữ bình thường, điều này khiến cô gái trẻ rơi nước mắt. Đêm hôm đó, tất cả bọn họ dựng trại nghỉ ngơi. Trong lúc ăn tối, Ella nhìn chằm chằm vào người vợ Eloise đang xoa cái bụng bầu. Ngày hôm sau, họ đang vượt qua một dãy núi thì Eloise bất ngờ lâm bồn. Những người vợ khác tin rằng đã đến lúc sinh nở, nhưng cô ấy lại không có can đảm để dặn đẻ. Cô ấy lo sợ đứa trẻ sẽ không sống nổi trong môi trường này. Tuy nhiên, vợ ối rồi thì không thể câu thêm thời gian. Với sự giúp đỡ của những người vợ khác, Eloise đã thành công hạ sinh một đứa bé khỏe mạnh. Nhưng không may, bản thân cô ấy lại qua đời. Sau vụ việc, cả nhóm chuẩn bị đám tang cho người mẹ xấu số. Sarah đối mặt với Sefer buộc ông ta phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của Eloise. Bà thậm chí còn gọi người chăn cừu bằng cái tên thật Michael. Tuy nhiên, Sefer bác bỏ những lời buộc tội của Sarah và bỏ đi. Sarah thảo luận với Cela và quyết định sẽ mang đứa con của Eloise rời khỏi giáo phái. Bà ấy cho rằng người chăn cừu muốn đứa trẻ mới sinh phải chết chỉ vì ông ta cho rằng nó có vài khuyết điểm. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế, mà tất cả những đứa trẻ chào đời là con trai sẽ không được phép tồn tại. Sarah chào tạm biệt Cela và rời khỏi nhóm. Các thành viên còn lại tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của Sefer. Ai nấy đều cảm thấy kiệt sức sau nhiều ngày di chuyển, họ tạm thời dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Vào lúc đó, Tabatha chỉ ra một địa điểm tiềm năng gợi ý họ nên khám phá nó, nhưng điều này chỉ khiến Sefer tức giận vì ông ta cho rằng không ai được phép lãnh đạo ngoài mình. Trong cơn thịnh nộ, gã đã đá và hành hung cô ấy một cách dã man. Chứng kiến hành động tàn bạo này, niềm tin của Cela dành cho Sefer bắt đầu sụp đổ. Cô nhớ lại những lời cảnh báo trước đó của Sarah. Sau một cuộc hành trình dài và gian khổ, cuối cùng họ cũng đến được một thung lũng có rừng và hồ nước lớn. Sefer tuyên bố đây sẽ là địa điểm linh thiêng mới của giáo phái. Ai nấy đều hạnh phúc vì đã quá mệt mỏi, nếu còn tiếp tục di chuyển chắc họ không trụ nổi. Chiều hôm đó, người chăn cừu thực hiện lại nghi lễ rửa tội bằng cách nhấn chìm những người con gái xuống dưới nước. Khi đến lượt Cela, anh ta đã dùng vũ lực giữ cô ấy dưới nước trong một thời gian dài. Khoảnh khắc đó, Cela nhớ lại giấc mơ và có cảm giác Sefer đang muốn dìm chết mình. Tối đến, những người mẹ nhịn ăn, họ tiết lộ đang chuẩn bị cho một nghi lễ diễn ra vào ngày hôm sau. Đêm muộn, Cela được Sefer triệu tập vào lều của mình. Tabatha cảnh báo bạn đừng đi, nhưng Cela phớt lờ lời khuyên. Khi vào lều của người chăn cừu, ông ta hướng dẫn cô ấy nằm xuống dạng chân ra. Sefer tiếp tục chạm vào cơ thể của Cela, rồi sau đó thụt cô ấy một cách thô bạo. Sau khi thỏa mãn ham muốn của mình thì chúc con ngủ ngon rồi rời đi. Điều này đã để lại cho Cela một sự đả kích. Cô ấy hình dung ra viễn cảnh tất cả những người con gái đoàn kết tấn công Sefer. Sáng hôm sau khi thức dậy, các cô con gái hoang mang khi thấy toàn bộ những người vợ đã mất tích. Để tìm kiếm mẹ của mình, họ cùng nhau xuống hồ, nơi người chăn cừu đang quỳ trên bờ hướng mắt ra khơi, bên cạnh đó là những bộ đồ của những người vợ. Khi các cô con gái hỏi về nơi ở của mẹ mình, Sefer nói rằng họ đã bước vào một sự tồn tại mới, bây giờ nhiệm vụ của các cô con gái là thế chỗ của họ. Anh ta chỉ định Cela làm vợ cả, tuy nhiên cô ấy dũng cảm bật tôm, tuyên bố Sefer không phải người chăn cừu của họ, cô cũng không cần sự ân sủng của ông ta. Điều này khiến Sefer tức giận cho Cela một cái tát, nhưng bất ngờ thay cô ấy có màn phản đam cực gắt. Cùng lúc đó, hai sĩ quan cảnh sát phát hiện ra những xác chết phụ nữ đang trôi giạt, họ ngay lập tức tiến sâu vào rừng điều tra. Họ kinh hãi khi thấy xác của Sefer bị treo trên cây, thi thể còn được trang trí bằng cặp sừng cừu trên đầu. Màn đêm buông, các cô con gái tụ tập tại một thác nước, trong khi Cela ôm một chú cừu non trên tay. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, đừng quên cho kênh xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều.